Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hôm nay nhà vườn lên Zalo với cô chú anh chị mình kim quýt với kim Mỹ, kim quýt mình với lại mai chiếu thủy kim giòn nha cô chú anh chị. Mở đầu tiên là một cây kim quýt với kim quýt Mỹ nha cô chú anh chị. Tái chính đỏ đẹp. Đó. Tái rồi tái non đang lên nha. Cái cây đọt này là chuẩn bị ra bông luôn nè. Già lại rồi, giờ già cái đọt này là ra bông. Dễ lắm. Tại cái cây này nó quá tới già. Bây giờ em cũng không biết là ở trong đây còn tái đỏ nữa nè. Đã không? Em cũng không hiểu được là người ta ghép vô cái khúc nào. Không hiểu được là ghép ở đây lên hay là ghép vô đây, em cũng biết nữa mà nó dài vậy không dạ. Trời ơi hôm nay còn thấy nữa nè. Trái nhiều lắm. Cái cây đọt này chuẩn bị ra bông là full cây full trái luôn. Em thích. Em thấy có lá non nữa, tái non nữa. Lắm nè. Thì này tụi em muốn tỉa lại gì của chú anh chị mình muốn tỉa lại gì mình để xử lý theo ý mình cho nó dễ nha. Thích để tái chơi cũng được. À, tại vì nó đang có tái là cắt khi cũng uổng tái quá. À, vì cái gì phải cho anh chị mình xử lại ha. Đấy, mã đầu tiên là mã 1A. Thì vũ đế nó quái nha cô chú anh chị. Dạ. Đấy, cái sẹo trong cái rễ mà nó quá hợp rồi. Nó giờ trong cây cũng khỏe bình thường à. Không đi quay vậy đó. Nhìn nó đẹp hơn. Nói chung là cây này nhìn nó cổ á, già cổ. Này giống như đồ cổ vậy em cũng không hiểu nữa. Làm em mua lại của nhà vườn không biết nó người ta nuôi nó từ bao giờ, em cũng biết nó nhìn nó già dữ lắm già. Dạ cây giờ nhìn không ra là ghép này chỗ nào luôn, tại vì cái mối ghép nhìn nó giống như bình thường luôn. Có thể là ghép ở đây luôn nè, có thể là ghép ở đây luôn mà em không biết, em cũng không biết nữa. Nhưng mà báo là cây ghép đi cho chắc ăn. Phơm tàn cũng khá mạnh nha cô chú anh chị, trái đeo trên cây rất là nhiều ha, chuẩn bị cho thêm trái nữa nha, đang sắp lên hoa nữa. Cái này nó già lắm, nó già đọt rồi nó ra bông ra trái à. Nó rớt nó rụng mấy đợt rồi đó. Nhìn củ đế mặt trước này cô chú anh chị. Qua dưới nè, củ đế mặt sau đây. Để cô chú anh chị coi thân. Cốt to nè. Nhìn không mấy ghép chỗ nào luôn. Cốt như là thấy là bự bằng con tay út, con tay tỏ luôn. Ngọn là bự tay bá đây. Ngọn đây, tay bá luôn nè. Ồ, cái tay nó chín cái màu nó quá đẹp luôn. Tay chín đỏ tươi luôn nha. Cái này là nó chuẩn bị cái già cái đọt này là bao cô chú anh chị em nhậu bông ra tái tiếp á. Cái phơm này cô chú anh chị. Đó, mịn phơm này, xương mình dưới đây. Đó, cốt to ha. Rồi để bây giờ em xây về dòng nữa thì em sẽ báo thông số mà 1A nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số của mã 1A nha. Cái hoành thân ở đây, hoành thân ở đây là 10-11, trên đó cái tổng cũ dưới đây, tổng hoành với cũ dưới đây là 51 nha, hoành thân là 11, còn hoành cũ là 51, chiều cao nó là 40, hết tán nó thì 53 nha, hết tán là 53, thì mã 1A này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.450k nha, 1.450k là nhà vườn mình đang bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 2A nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 2A nha cô chú anh chị. Đây cũng là một cây linh sam sâm hình lá gí nha. Thì cũng thể được gọi là cây linh sam độc lạ của linh sam cây bại dễ để điều thì dễ kiếm được, cây này khó kiếm. Cây này ta nuôi cốt cắt giật luôn cô chú anh chị. Hai ba nhịp luôn, họ đã đưa lên cho coi cô chú anh chị. Đây là cây liên lạc hẹo ít xịu à, không hẹo gì. Coi cái cốt luôn, cắt giật bằng tay trái. Này là tầm tới lưu cái hũ gì không biết mà sao nó được chịu. Nhưng tầm mà về cái góc gì là so với góc to hơn là gì ở lâu hơn cũng nha cô chú anh chị. Lâu. Củ đế này nó đặc luôn. Và cây cốt cầm thì nói chung là giật lại rồi sửa ra nên là giờ cái chân cầm nó to lắm nha cô chú anh chị. Em xây về vòng nữa thì em cho cô chú anh chị coi cái phơm tàn. Củ đế lại dàn xương bên dưới nó nha. Đó, cây cốt gì giật lại to lắm, cây giờ cái cốt nó cái chân cạnh trong là to hơn cái cái em luôn. Cắt giật á. Có cái mà nó chân cái luôn. Cắt giật á. Rồi thì cắt giật như vậy cho anh chị. Đây, cái củ đế mặt trước thôi nè. Thần to lắm nha. Khủng khiếp. Củ đế mặt sau nè, hiền xương bên dưới nè, nhìn cốt bự lắm nha cô chú anh chị. Đó.
cốt to dịp lại ha. Rồi để bây giờ là cho cô chú anh chị coi cái phần tàn nó đây. Qua tới cái phần liền. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã hay nha cô chú anh chị. Cây quá tí già, cực kỳ già lắm. Dạ, cây. Rồi để bây giờ em báo thông số mã 2A nha cô chú anh chị. Tổng vần của củ đế nè, tổng vần của củ đế nó ở đây là 48, bao vần củ là 48, vần thân nó ở đây là 18, chiều cao của cây là 29. Hết tán ngang của nó là 54 nha. Thì mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.850.000 nha. 1.850.000 là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Củ nè. Thay nắm không hết. Cũng hẹp. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 3A nha cô chú anh chị. Mã 3A là cây kim quýt nha cô chú anh chị. Còn gì đây? Cái cây này dán đẹp lắm, nó bò bò, có cái tinh trầm số 1 đây. Cây già ha, toàn dưới cương luôn. Trong cái bộ đế nó là đây bích cái chậu luôn á. Nó trải hết cái chiều dài cái chậu nha cô chú anh. Còn gì không biết, gốc già ghê. Tinh trầm 1 to ha, cái mà to hơn chứ nó tay cái nha. Đây em xây về dòng, em sẽ báo thông số mã 3A nha cô chú anh chị. Trong cây đế đẹp nha. Cái dáng bò bò vậy, nói chung là cũng ít gặp nha cô chú anh chị. Cây liền lạc, không có trái tuột, không bị hết nha cô chú anh chị. Liền lạc, phơm sữa bệnh này ha. Đem xây về dòng nữa để em đưa gần cho cô chú anh chị mình coi cái mặt đế mặt trước với mặt sau. Cái dàn xương là cái dàn phơm tàn đó nha. Này, cái mặt đế mặt trước nè. Rồi. Dữ lắm, đây bích cái chậu luôn, bích chậu luôn. Rồi dùng đế mặt sau nó đây, sao nó có cái gì không đẹp á. Phơm tàn à, phơm tàn đây. Rồi nó vậy như cái nón lá luôn, kim quýt mình nó ghê như cái nón lá luôn. Sườn mình dưới đây cốt khá to nha cô chú anh chị. Phơm mình phơm ha. Rồi để mà xây vài vòng nữa thì em sẽ báo thông số của mã 3A nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp nha. Rồi để bây giờ em báo thông số của mã 3A nha cô chú anh chị. Cái hoành gốc nó đây, hoành gốc nó đây là 16, chiều cao của cây là 29, ở cái tán ngang của nó là 52 nha. Thì mã 3A này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.850.000 nha. 1.850.000 là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 4A nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 4A nha cô chú anh chị. 4A nó là cây kim quýt luôn nha. Cây này siêu đẹp luôn á. Mặt sau hay gì nè. Mặt sau chừng chưa có mồi hết tầm em, không biết nó có cái gì tầm em không. Đẹp lắm. Nuôi đùi sủa kỹ lưỡng rồi nuôi tiếng Việt trước này. Mày nó giống cái con gì đây, hết con gì ra con nó. Đây nó có hai cái chân bò lớp nguyên cái đất ở như sao, chân con chân mẹ gì quá tới chân đây, con bàn dày nuôi đùi luôn nha tiếng Việt. Chân bít mà nuôi đùi sủa gục kịch luôn á, già lắm. Cái siêu đẹp luôn, cái đế cái này dữ hơn cây nãy nha cô chú anh. Cái này con này bự hơn con nãy. Nó bự hơn, nó lùn hơn. Nghe con này nuôi kỹ lưỡng hơn con nãy nữa. Con nãy nuôi không kỹ hơn con này. Con này làm kỹ lắm, để từng chi tiết nhỏ. Bây giờ độ kim quýt mà kiếm được cái cây gì cũng khó tìm. Liền lạc. Đế nó bích cái chậu luôn. Nằm như con
Mày nuôi gì ta? Cá sấu à? Nên nuôi cái cây này là phải chờ đợi hơn cái kia nữa. Chờ đợi cái cốt của này mà nuôi cắt giật đằng mà. Khá khá đinh về là cũng lâu năm lắm rồi cô chú anh chị. Quýt nuôi được cái viền cốt, cái viền dâm này nói chung là dân chơi cái quýt nó cái là biết nó tốn bao nhiêu thời gian. Anh em mà cho cô chú anh chị coi cái thằng cái đây vàng đế đây. Đây cái mặt trước này. Dữ lắm cái đế cái này. Phơm vàng nó đó. Dày phơm ha. Xương bên dưới đây. Cốt cằm sữa. Rất là đẹp nha. Rồi, bây giờ em xay vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 4A nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 4A nha. Rồi, cái qua tiếng cũ, đem đồ kia. Hoành cái cũ nó dưới đây. Tìm cái đồ chỉ sơ qua chứ không có gỉ hết cái cũ được nữa. Có tí à? Hoành cũ nó đây là 51,5 tới 51 nha cô chú anh chị. Hoành tổng hoành của cái bể đây là 51. Cái hoành thân. Sức này siêu. Hoành thân ở trên đây là 17,5 tới 17 thôi, hình thân là 17. Chiều cao của cây là 21. Hết tán ngàn của nó là 42 nha. Thì mã 4A này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.850k nha. 2.850k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị. Đúng là đúng là để cho chơi trời nó già nó ra tái một cái thấp bài so với cũ anh. Quá đẹp. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 5A nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 5A nha cô chú anh chị. Anh mang có một cây kim quýt luôn nha. Cái này dây cây bài, cây này chỉnh bài được 1, 2, 3, 4 rõ, nuôi đùi chắc giật phun tàn dày lùng lực được thân đẹp cậu con này. Cái nó mà kim quýt mà làm như mấy cây hông mà tỉa. Nó biết đang chuẩn bị thay lá rồi cô chú anh chị. Biết bao lâu mới nuôi được cái vàng xương dâm với cái vàng cốt. Nuôi lâu tàn ngay luôn. Cốt kim quýt nuôi lâu. Chung cây lùng lực. Phơm tàn vậy phơm. Cốt cành to luôn nha cô chú anh chị. Dạ lắm. Đây là cô chú anh chị coi trước đó nè. Dạ cây là sao đó đây. Thôi đó, cái dạng xương. Thôi đó, cái dạng xương khủng khiếp. Quá trời dạng xương luôn. Biết bao nhiêu công sức. Cái này có trái hết rồi nha con chú anh chị. Có trái à? Ừ. Mới rụng rồi. Bữa có mấy trái mới rụng không á? Siêu già luôn rồi. Cái phòng nó vậy nè. Trứng mất rồi, nhìn trên không thấy dưới. Rồi để em xây về vòng nữa thì em sẽ báo thông số của mã 5A nha cô chú anh chị. Thì rất là đẹp nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 5A nha. Cái hoành gốc nó đây. Hoành gốc nó đây là 14. Chiều cao của cây là 20. Hết tán ngang của nó là 47. Thì mã 5A này em giao lưu với của chú anh chị mình đó là 2.850k nha. 2.850k là nhà vườn bên em bao ship nha của chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 6A nha của chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 6A nha của chú anh chị. Cái sao một cây cái này chi thủy kim giòn nha. Cây siêu già luôn. Kim giòn hồi này không biết hồi nào lâu lắm rồi. Quá đẹp, cốt cầm luôn, sợ kém luôn hả? Sợ kém luôn. Thôi thôi. Cây nuôi cầm, cốt cầm chắc giật mà sợ kém luôn rồi. Cái bộ đế nó giống cái cây ở bên châu Phi quá. Đi xin so vàng cốt với lại ngón tay em nè ha. Nè, cốt to nha. Đẹp lắm. Dạ, tôi đem xây vài vòng, em sẽ báo thông số mã 6A nha cô chú anh chị. Đế lấn hết chậu luôn nha.
cô chú anh chị gì có biết có phối đá vô hay sao thì chắc nó đẹp đây, hơn làm mấy cái cẩm cái này mình cốt gốc như vườn làm quá đẹp luôn, rất đẹp luôn. Mình đặt trong tay kim giòn này giờ gì này cũng hiếm lắm á. Hoa thơm em xay ở đây mang mùi thơm hoa thơm luôn. Thì hoa gì đậu hoa là kim giòn là vua các loại hoa mang những thấy đậu hoa nó đậu xuyên hoa những cái đậu hoa nhặt này khỏi bàn. Chúng vết sẹo cuốn mép rất là tốt nha cô chú anh chị, cũng có vết kính luôn, vết này kính, cái sẹo trên ngọn trên đây cũng kính luôn rồi, kính luôn. Còn cái mặt cắt ở dưới đây nó còn một xíu thôi. Số 1 con cuốn đã cuốn hết luôn. Cái vào cái này còn cỡ 40% nhưng mà hai cái trên là kính, cuốn sạch sẽ đẹp. Bộ đế nhìn cái gì giống giống mấy cây gì ngoài châu Phi. Dạ nó trắng trắng nè. Đây, đây. À, nhàn đế mặt trước ở đây. Rồi. Có giữ. Rồi mặt sau nha cô chú anh chị. Nhìn nó kỳ lạ ha. Đế vô tàn không liên quan nhau. Chơi được hai kiểu luôn. Phơm đây. Phơm quá đẹp. Đó, giờ thì phơm hoa đang lên nè. Xương bên dưới này. Sạch kẽm nha cô chú anh chị. Sạch kẽm luôn. Cốt cành to ha. Dâm rất là nhiều nè. Dùng cây này mình chơi nó cái tỷ lệ đụng hàng nó ít nha cô chú anh chị. Hả? Làm cái cây cũng như là khó tìm. Cốt cành to luôn nữa. Cái cây này nuôi lâu dữ lắm đâu rồi, nuôi được cái cây như vậy nuôi vàng cốt không là cả năm mấy à, nuôi vàng dâm này nó là khoảng trên 2 năm, nếu cây này tính từ phôi ra chỉ có 3 năm dám tên luôn á. Sạch kẽm luôn nè, hết kẽm rồi, giờ chỉ tỉa rồi chơi. Anh thân chậu rồi nha cô chú anh chị. Cái này ai biết làm mấy cẩm hay gì làm đặt tượng ông tiên vô đây chơi được cái bộ trên bộ dưới, khúc trên này là nguyên cây bài. Không dưới này là cây gì mà châu Phi. Nhưng mà mình biết phối thì phối nó ra đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đẹp luôn. Tụi em chỉ biết tới đây thôi. Rồi để bây giờ em sẽ báo thông số của mã 6A nha cô chú anh chị. Cái tổng cái củ đế nó dưới đây. Tổng củ đế nó dưới đây là 61.5-61 thôi. Tổng củ đế là 61. Cái hoành thân. Hoành thân ở trên đây là 19. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 31. Có tán ngang của nó là 50. Thì mã 6A này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.850k nha. 2.850k là nhà vườn bên đây bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây ẩn chậu luôn nha. Thì mã 6A này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì mình cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video bên em nha. Nếu như quý cô chú anh chị mình chưa có kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.